Năm 2013, Liên đoàn bóng đá Hy Lạp đã chính thức đưa ra quyết định cấm thi đấu suốt đời ở mọi cấp độ đội tuyển đối với tiền vệ trẻ Katidis của AEK Athens. Quyết định này được đưa ra sau khi Katidis có màn ăn mừng mô phỏng kiểu chào của phát xít Đức trong chiến tranh thế giới thứ hai, cuộc chiến mà đất nước Hy Lạp đã phải gánh chịu rất nhiều đau thương, tổn thất, một hành động bị coi là sự xúc phạm sâu sắc và không thể chấp nhận tại đất nước Hy Lạp. Thật là không có cái giải nào giống cái giải này, đúng không mọi người? Trước khi bắt đầu xem video, hãy nhấn subscribe và bật chuông thông báo để ủng hộ cho kênh của tụi mình nhé. Ăn mừng là sự thể hiện cảm xúc bình thường khi ghi bàn trong bóng đá. Tuy nhiên, nếu ăn mừng không đúng cách, không đúng mức độ thì họ sẽ phải trả giá đắt. Cùng điểm qua những pha ăn mừng gây tranh cãi ngay sau đây. Trong chiến thắng 3-1 ở Derby Madrid vào tháng 2 năm 2019, Bale chơi xuất sắc và có bàn ấn định tỷ số. Với tính chất quan trọng của trận đấu, không có hiểu khi Bale vui sướng đến mức không kiểm soát được hành vi. Tiền đạo người xứ Wales giơ hai tay lên và làm động tác chặt vào bắp. Ở Tây Ban Nha, đây là hành vi tục tiểu, không khác gì việc giơ ngón tay thối về phía khán giả. Màn ăn mừng phản cảm của Bale diễn ra trước hàng vạn người hâm mộ tại sân Wanda Metropolitano. Hồi còn khoác áo Flamengo, Vinicius đã từng có màn ăn mừng theo kiểu cry baby sau khi ghi bàn vào lưới Botafogo. Trở lại năm 2008, các cầu thủ Botafogo đã bị chế giễu vì đã khóc trong một cuộc họp báo được tổ chức để phàn nàn về các quyết định trọng tài. Kể từ đó, câu lạc bộ đã bị chế giễu bởi các cầu thủ đối phương. Vì vậy, với màn ăn mừng của Vinicius, Botafogo đã từ chối Flamengo quyền chơi tại sân vận động của họ trong cuộc đụng độ tiếp theo. Tình huống hài hước diễn ra trong trận New England Revolution thắng Montreal Impact. Sau khi ghi bàn ấn định tỷ số, cầu thủ Kay Camara quay lưng về phía khung thành đối phương, dang hai chân, chống tay lên đầu gối và lắc mông vài cái. Khi đi về vạch giữa sân, anh đã bị trọng tài rút thẻ vàng vì hành động được cho là thiếu tôn trọng đối thủ. Hồi năm 2013, sau khi ghi bàn thắng quyết định đem về chiến thắng 2-1 cho AEK Athens, cầu thủ Georgios Katidis đã cởi áo và thực hiện kiểu chào của phát xít về phía khán giả. Pha ăn mừng này đã gây nên nhiều phản ứng từ các chính trị gia và tạo một hiệu ứng dư luận phẫn nộ rộng trên toàn thế giới, đặc biệt trên các trang mạng xã hội Twitter và Facebook. Ngay sau khi xem xét các bản ghi hình, Liên đoàn bóng đá Hy Lạp đã quyết định cấm Katidis thi đấu cho tuyển quốc gia Hy Lạp vĩnh viễn. Họ cho rằng hành động chào kiểu đất quốc xã của cầu thủ là một sự khiêu khích nghiêm trọng, xúc phạm các nạn nhân của đất quốc xã, các cầu thủ và ảnh hưởng đến hòa bình. Trong quá khứ, một cầu thủ vô cùng nổi tiếng khác cũng đã bị phạt nặng sau khi ghi bàn. Đó là tiền đạo Robbie Fowler của Liverpool. Anh này sau khi ghi bàn trong trận gặp Everton năm 1999 đã có pha ăn mừng miêu tả hành động hít ma túy, và ngay sau trận đấu, Fowler đã phải nhận án kỷ luật rất nặng của FA, khiến cho sự nghiệp của anh tuột dốc không phanh. Cụ thể, anh đã bị phạt tới 60.000 bảng và treo giò 4 trận vì hành động đó. Giải thích về hành động kỳ quặc đó, Fowler nói đó là lời đáp trả trước những cáo buộc vô cớ của các fan Everton rằng anh là tay chơi hàng trắng. Neymar đã có một pha ăn mừng bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 cho Santos trong trận gặp Colo-Colo ở Copa Libertadores hồi 2011, đeo ngược chiếc mặt nạ của chính anh và chạy khắp sân. Nhưng màn ăn mừng quá lố đó của Neymar không được trọng tài thông cảm và nhận thẻ vàng thứ hai rời sân. May là bàn thắng đó vừa đủ để Santos đảm bảo chiến thắng khi mà trận đấu kết thúc với tỷ số 3-2 và có tới 5 cầu thủ hai đội bị đuổi khỏi sân. Tình huống diễn ra trong trận đấu giữa Sporting Lisbon và Besiktas ở lượt đấu cuối của vòng bảng Europa League 2015.
sau khi ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho đại diện Bồ Đào Nha ở phút 76, tiền đạo Teofilo Gutierrez đã bất ngờ chạy tới giật lấy chiếc bình xịt của trọng tài Manuel Cafre rồi xịt xuống sân để ăn mừng bàn thắng. Dù rất thông cảm với hành động của chân sút này, nhưng mà vị vua áo đen người Đức vẫn phải rút thẻ vàng đối với Gutierrez. Sau khi ghi bàn thắng thứ hai trong trận Đan Mạch thua 3-2 trước Bồ Đào Nha tại Euro 2012, Benner đã kéo cao áo và tuột thấp cặp quần lót. Dòng chữ trên cặp quần lót mà Nislav Benner khoe chính là tên của một hãng cá cược của Ireland. Đây được cho là một hành động nằm trong chiến dịch quảng cáo của Paddy Power. Điều này được xác nhận khi mà đại diện của hãng lên tiếng chúc mừng tiền đạo Đan Mạch sau trận đấu. Tuy nhiên, Ủy ban kỷ luật UEFA đã ra kết luận rằng cầu thủ này đã có hành vi sai trái, phạt 100.000 euro. Án phạt này còn bao gồm việc Benner bị cấm tham dự trận đấu vòng loại World Cup 2014 giữa Đan Mạch và Cộng hòa Séc. Số tiền phạt của Benner là mức phạt lớn thứ hai mà UEFA áp đặt trong mùa giải Euro 2012. Issa Alaskasia đã đặt tay lên khóe mắt tạo thành đôi mắt hí để ăn mừng ở cuộc đối đầu giữa Persepolis của Iran và Batakor của Uzbekistan tại tứ kết AFC Champions League mùa 2019-2020. Ở trận đấu này, anh đã lập một cú đúp giúp Persepolis thắng 2-0, đồng thời giành luôn danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Tuy nhiên, niềm vui lại không diễn ra trọn vẹn với Alaskasia khi màn ăn mừng của anh ấy lại bị xem là hành vi phân biệt chủng tộc, vi phạm điều 58.1 của Bộ Quy tắc Kỷ luật và Đạo đức của AFC phiên bản 2019. Issa Alaskasia đã ngỡ ngàng với phán quyết này của AFC. Anh cho biết màn ăn mừng bàn thắng này để tưởng nhớ cháu trai quá cố của mình vì cậu bé đã sở hữu đôi mắt hí. Issa Alaskasia cho biết anh đã nhiều lần làm hành động ăn mừng này ở giải vô địch quốc gia Iran. Câu lạc bộ của Iran sau đó cũng cung cấp lời giải thích cho màn ăn mừng của Alaskasia cho AFC nhưng mà không được chấp thuận. Ronaldo không hài lòng với màn ăn mừng quá khích của huấn luyện viên Diego Simeone sau chiến thắng 2-0 ở lượt đi trên sân Wanda Metropolitano. Ở trận lượt về, siêu sao Bồ Đào Nha đã đáp trả màn ăn mừng tương tự sau khi lập hat-trick để loại Atletico Madrid. Hành động của Ronaldo là đã phạm vào mục B khoảng 2-11 luật hành xử do UEFA ban hành. Theo thông báo của Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA, Ronaldo bị phạt 23.000 euro. Bạn nghĩ như thế nào về những màn ăn mừng này? Để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video mới nhất trên kênh chúng mình nhé. Xin chào!